Xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay bên Compro Audio lại phối ghép một dàn âm thanh gửi đến cho bác Phương ở thị trấn Thanh Miện, ở gần vườn hoa Thanh Miện. Thì bác nào ở gần Thanh Miện thì có thể ra chỗ đấy để tham khảo bộ karaoke như này các bác nhé. Thì là hiện tại bộ karaoke này là em đang ghép thì trị giá lên đến là 18 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Bộ karaoke cực kỳ cao cấp các bác ạ. Đặc biệt là các bác muốn sở hữu những dòng loa Lexo để ở trong nhà thì nó rất là đẹp. Hàng này là hàng loại 1 thôi các bác nhé. Hàng chính hãng của nó lên đến là 152 triệu. Đây là hàng loại 1. Quan trọng là nó đẹp xuất sắc các bác nhé. Mua hàng bãi thì là nó cái giá này nó rất là cao các bác nhé. Hàng bãi hoặc là hàng chính hãng thì bác không thể có điều kiện được mua những dòng Lexo hàng chính hãng được. Nên là các bác có thể cân nhắc sang dùng hàng loại 1 các bác nhé. Giá thành nó rất là vừa phải và chất lượng em đánh giá là hợp lý trong túi tiền của các bác. Bộ karaoke trị giá 18 triệu 500 nghìn đồng với bác Thanh Miện Hải Dương. Và bây giờ thì em sẽ mở đoạn nhạc lên để cho các bác cùng tham khảo bộ karaoke này các bác nhé. Một bộ karaoke gồm đầy đủ đẩy, vang, lâng tiếng và mic không dây các bác nhé, gồm 4 thớt như trên màn hình các bác. Ok, em xin được kết thúc clip tại đây. Các bác nào quan tâm vui lòng liên hệ đến số 0708 761 888. Và hiện tại bên em đang rất là bận, các bác có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến bên em các bác nhé. Các bác hạn chế nhắn tin thôi, tại vì là em không thể check nổi rất nhiều các tin nhắn đến cho các bác. Các bác đặt ra rất nhiều các câu hỏi thì các bác vui lòng liên hệ ngay cho em để em tư vấn trực tiếp, nó sẽ rõ ràng hơn qua tin nhắn nha các bác nhé. Qua tin nhắn nó sẽ rất là miên man, nó sẽ rất là lâu. Và các bác gọi điện cho em thì em sẽ tư vấn cho các bác một mức giá và tất cả các bộ karaoke phối ghép làm sao cho hợp lý các bác nhé. Ví dụ như các bác đang thiếu trầm hoặc là cần nâng cấp cái gì thì các bác có thể gọi điện cho em để em có thể là hỗ trợ các bác một chút ít trong những năm kinh nghiệm làm âm thanh của em. Ok, em xin được kết thúc clip tại đây. Cảm ơn tất cả các bác.